Lần quay đầu tiên của bọn chị là bọn chị đi theo tuyến khán giả. Vì với dự án này như chị nói với em ngay từ đầu ấy, là một cái dự án mà thuộc quản lý và mình phải đi theo lịch trình của đội, chứ mình cũng không được hoàn toàn tự do. Nên là chị cứ phải xoay chuyển theo cái mà mình được phép quay. Thì lúc giai đoạn đầu khi mà bọn chị đi sang Campuchia để quay SEA Games thì chị biết được là chưa chắc mình sẽ được vào sân để quay đội, chưa chắc mình có thể quay được những cái shot trên sân mà mình muốn. Thì lúc đấy là chị nghĩ ok, vậy thì bây giờ mình đi theo cái góc nhìn của khán giả. Mình có một cái trục là bóng đá nữ đúng không? Xong chị có nhiều góc nhìn khác nhau, góc nhìn từ gia đình, góc nhìn từ fan, góc nhìn từ ban huấn luyện, góc nhìn cầu thủ vân vân ấy. Nhưng mà quá trình dựng thì là một quá trình mình tái tạo bộ phim một lần nữa, và những cái gì nó yếu thì nó không được tồn tại, thế thôi. Bóng đá nữ Việt Nam mình có 3 thế hệ, thì cái thế hệ hiện tại là tụi chị cố gắng khai thác hết tất cả câu chuyện của mọi người. Lúc mà chơi thì mẹ đâu có cho chơi. 87 mẹ mất rồi bắt đầu mới chơi bóng đá. Những thế hệ cũ, thế hệ đầu tiên với thứ hai thì tụi chị cũng sẽ gặp và nói chuyện với tất cả những thế hệ cầu thủ. Nhưng mà mình sẽ chọn những người, ví dụ như chị Mai, chị Lưu Ngọc Mai, những cái người mà họ đại diện nhiều hơn cho cái tinh thần của đội tuyển và những thế hệ trước. Thì cái câu chuyện của họ nó mang tính khái quát hơn cho cả đội.